Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Các bạn có thể tin được không? Đương kim vô địch thế giới mà bị đánh bại ngay từ khách cuộc chỉ trong 18 nước. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa vua cờ Manu Cassen và nhà vô địch World Cup Jan Duda tại giải cờ vua siêu hạng Man Master Tour Final năm 2021. Cầm quân trắng Cassen và cầm quân đen là Duda. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua hay nhất. Đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, Cassen thận trọng khởi đầu ván cờ một cách chắc chắn bằng nước D4. Như thường lệ, Duda đáp trả bằng nước mã F6. Trắng đẩy tốt C4, tạo thành cặp tốt C4, D4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen lên tốt E6 để ngỏ khả năng triển khai trận nhím sâu vích Ấn Độ mới hoặc là gambit hậu. Trắng phát triển mã cánh hậu lên C3. Quả nhiên đen dâng tốt D5, thiết lập thế trận gambit hậu vô cùng chắc chắn. Trắng ăn tốt sang D5, đen ăn mã lên D5. Trắng triển khai mã lên F3, nhanh chóng đưa các quân cánh vua xuất trận. Được coi là thần đồng cờ vua của Ba Lan, đoạt ngôi vô địch World Cup khi chỉ mới 23 tuổi. Thế nên phong cách chơi của Duda cũng vô cùng máu lửa. Anh hầu như không coi vua cờ ra gì, lập tức dâng tốt C5, sử dụng lối chơi tấn công Taras để phản kích vào trung tâm. Trắng lên tốt E3, giữ vững thế trận. Đen đổi tốt sang D4. Trắng ăn tốt lên D4. Đen tiếp tục ăn mã vào C3. Trắng ăn tốt lên C3. Sau vài nước đổi quân chiến thuật, đen đưa hậu lên C7, tấn công tốt C3. Đe dọa chiếu bắt xe. Trắng bất ngờ bỏ tốt qua xe B1 để tránh đòn. Chưa vội ăn tốt ngay, đen nhảy mã lên D7. Trắng lên tượng D3, chuẩn bị nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn. Thấy trắng đi nước tượng hớ hênh, đen liền ăn hậu vào C3 chiếu. Lúc này thì trắng không thể đưa tượng lên D2 được, vì sẽ mất tượng ở D3. Song Cassen cũng rất là bản lĩnh, anh mạnh dạn lắc vua vào F1. Duda mừng thầm, anh tự tay bóp à? Rồi lặng lẽ lên tượng E7, mở đường cho vua nhập thành. Không phải ngẫu nhiên mà vua cờ tự tước đi quyền nhập thành của mình. Anh nhanh chóng dâng tốt H4, phát động chiến dịch tấn công cánh vua. Nên theo kế hoạch nhập thành, trắng tiến xe lên H3 với ý đồ sẽ sử dụng hàng ngang số 3 để tấn công vua đen. Duda di chuyển mã lên F6, đưa quân sang phòng thủ cánh vua. Trắng nhảy mã vào E5, đe dọa sẽ ăn tượng vào H7, tung đòn chiếu mở bắt hậu. Phán đoán được ý đồ này, đen xách hậu chạy về A5 tránh đòn. Trắng qua xe G3, chĩa thẳng về phía vua đen rình rập. Đen rất là cảnh giác, chạy vua vào H8 đề phòng trắng tập kích bất ngờ. Trắng triển khai tượng lên G5, gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ bảo vệ vua đen. Đen lên tốt H6, đuổi tượng và cho rằng trắng sẽ phải chạy tượng. Khi đó thì đen sẽ tìm cách đưa các quân bên cánh hậu xuất trận. Song Duda đã không thể ngờ được rằng trắng lại dám thí tượng vào H6 và ra đòn. Bất ngờ với đòn hiểm của vua cờ, đen lúng túng ăn tốt lên H6. Chỉ chờ có thế, Cassen lập tức phi hậu lên F3, đe dọa sẽ tiến lên F4 rồi ăn vào H6 chiếu hết. Trước ngón đòn quá là hiểm của vua cờ, nhà vô địch World Cup đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị anh hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Các bạn đừng quên để lại like và ấn đăng ký kênh để đón xem những tuyệt chiêu cờ vua mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!